Em sẽ có tan của alpha cộng beta chia cho cos gamma chia sin gamma. Vậy là mình sẽ có được là tan của alpha cộng beta cos chia sin phải ra cotan không? Nó sẽ bằng cotan của gamma. Xong mấy em đổi cái cotan qua tan bằng cái góc phụ. Làm sao đổi cotan qua tan? Phụ chéo. Muốn đổi cotan qua tan lấy pi chia 2 trừ lại góc. Mấy em nhớ nha. Tan thì sẽ connect với cotan. Còn sin thì sẽ connect với cos. Hai này sẽ chéo qua chéo lại. Ví dụ em đang có tan, em muốn đổi qua cotan, em lấy pi chia 2 trừ lại góc. Em đang có sin, em muốn đổi qua cos, em lấy pi chia 2 trừ lại góc là xong. Thì cũng vậy thôi, không không có sự khác biệt. Pi chia 2 trừ lại góc là áp dụng cho mọi tình huống. Còn cộng thì một vài trường hợp đặc biệt thì mới được. Pi chia 2 trừ lại góc là mọi tình huống đều đúng. Chú ý cái này nha. Nó được gọi là góc phụ. Như vậy cotan. Em lấy cái này là tan của pi chia 2 trừ lại góc gamma. Có bạn nào khó hiểu không? Vậy là hai cái này bằng nhau. Đúng không? Góc phụ mà. Hai góc phụ nhau. Từ cotan ra tan lấy pi chia 2 trừ lại góc. Vậy là em sẽ có là alpha cộng beta bằng pi chia 2 trừ lại gamma. Chuyển gamma ra. Alpha cộng beta cộng gamma bằng pi chia 2. Ok, có ai khó hiểu không? Tan tan u bằng tan v, u bằng v. Bây giờ như thế này nè, thầy đang tính như nè, mỗi tuần thầy quay đúng 5 câu hỏi. Là 5 câu của 5 chap, 5 câu 10. Thầy nghĩ là cần thiết mấy em, tại câu 10 thầy cho khó dữ lắm luôn. Cho nên khi kết thúc ngày hôm nay thầy sẽ quay 5 câu 10 của tuần trước. Hiểu không? Còn còn thầy nói nè, bây giờ mấy em giúp thầy chín cái câu dễ mà em tự trao đổi với nhau và tự biết tại sao tôi sai được không? Chỉ có câu cuối là thầy hứa sẽ quay video. Đó, để cho mấy em tham khảo. Thật sự câu cuối thầy cho rất khó lắm em. Không biết thì mới hỏi thầy. Thầy sẽ trả lời. Còn hầu hết những câu một câu chính thầy cho cơ bản không à, toàn là kiến thức nền không em. Kiến thức nền thôi mấy em. Chứ nữa ok em chịu. Nền của thầy.